nước Mỹ hôm nay thời tiết nó cũng ngược ngạo, bữa nay coi nhiêu tuần nhiêu độ coi. Từ đã lạnh rồi, nó đã là cái nó như thế rồi. Cho nên vì cái đó cũng không cần phải quan tâm. Trời, ok anh. Ủa, đầu tư rồi. Hôm nay cũng khá là tốt anh. Năm nay bữa nay 25 độ F là suy ra nó cũng khoảng âm âm 3-4 độ rồi đó, để coi thử F. Để coi thử coi C coi sao. Trừ 4 độ. Trừ 4 độ. Xong không nghe tiếng. Rồi rồi. Ok, chắc được rồi đó. Rồi rồi được rồi đó. Được không? Được, tôi mới nói cho anh biết là cái vùng đất Việt Nam mà cái vùng đất như là linh thiêng á, thì ra vì đó cái ai ở, tôi nói chứng minh rất là nhiều lần là người Việt Nam mình ở trong nước rất là có sự đoàn kết gắn bó nhau. Anh rõ ràng anh lên YouTube anh coi cả, có những cái cảnh đời bị oan nghiệt hoặc là khó khăn hay là bị đói khổ hay là gì là tự động đùng một cái là người ta tới, người ta tương trợ, người ta cứu giúp đổ đủ thứ chuyện trên đời. Và thậm chí như anh coi cái gì đó, Đọc Lại Bình Dương, cái kênh Đọc Lại Bình Dương đó, có nghĩa là khi phát giác được một cái gì mà gọi là có kỳ rồi tôi coi mà không biết cái sao, có một cái cô bà cổ bị bướu mà bướu sao mà cái mặt bị biến dạng luôn à, rồi xong bây giờ tự nhiên đùng một cái nghe vậy là các mạnh thường quân gửi tiền ào ào vô để cho cô này đi giải phẫu. Anh thấy rõ ràng không? Anh nước Mỹ làm gì có chuyện mà người ta tự động người ta cho tiền đi vô bệnh viện để mà đi làm những cái chuyện vậy, nhiều lắm, nhiều lắm và nhiều lắm, nặng như vậy. Còn ở trên vùng cao vùng xa thì tự nhiên à, có những người mạnh thường quân gửi quần áo rồi tất cả những cái để mà cho các cháu ở trên vùng cao để mà sưởi ấm bận vô cái đó là tự động của người ta, họ thiện nguyện họ làm gì đó. Đúng Thì rồi, tôi nói thì rồi cái mình vùng cũng đất rộng quá Việt vậy chứ, người Việt Nam mình á, căn bản mình rộng rãi lắm anh, đúng mình rồi cứ đừng nói gì cả, mình nói không cứ suy mà, nghĩ của nhưng mình mà là tôi nói nghe, nhưng mà chỉ có trong đất nước Việt Nam à, thì thôi, vậy nó kỳ lắm. anh biết không, tại vì ra ngoài này anh em mình vừa gặp nhau nhiều quá rồi mình cũng ớn á Kỳ, chứ. Ở ngoài kỳ cục này tôi không biết là, để nói là tôi không biết là tại sao mà đến giờ này tôi không nọ, tôi mở giờ tivi tôi coi trong à cái gì YouTube à từ cái là gì đến giờ này mà sang ở ngoài Santana ở đâu Santana Busa mà họ vẫn còn tổ chức văn nghệ đặt lấy tiền cho thương phế binh Việt Nam, à, cái trời ơi thời buổi nó này mà khổ quá, còn nó hoa vẫn hồng còn nào lừa còn thương gạt phế chứ binh nữa thương đâu mà còn nếu mà bán cho người mà không biết nó đến chưa. chừng nào đến tay họ không, bao giờ này vẫn còn mang cái đó ra mà kiếm tiền thế Anh tại ơi, gì ạ? anh nó còn nó lừa gạt liên quốc gia, còn xuyên quốc Nó gia. khùng thiệt ạ. Có một cái bà tôi mới đọc lâu lâu cũng đây cách đây mấy tuần tôi cũng đọc, có cái bà nữ bên Nhật á. À, Nhớ đúng mà cũng bị mấy anh trai kia lừa rồi. gạt nữa. Thiệt Khổ đó. vậy, khổ. Mình không hiểu tại sao mà bởi vì anh nói là mình ở trong này mình gặp nhau còn người là lạ mình cũng nói chuyện được, người quen mình cũng nói chuyện được, ra ngoài đi qua bên Mỹ gặp nhau không dám nhìn nó, không muốn ngồi không muốn hỏi nó chứ, Thở mới tôi không mới biết rồi. tôi vừa hỏi nó nói nghe Bởi ông vì chọc lỗ tai mà nó có nè nè giải thích nghe, tôi giải thích nè, bởi vì ở nước ngoài không còn cái khí thiêng sông núi nữa, anh hiểu không? Đúng rồi, không chỉ có Việt Nam mới có cái màu có cái khí thiêng sông núi thôi, rồi nó mới linh ứng kiểu vậy, Việt nó Nam hẳn xong là rồi như vậy. uống đi cà phê Trời ơi, nói chuyện bao nhiêu người rộn ngồi ràng, uống đi cà phê ngồi ngồi mòn mòn nghe ghế luôn mà. Ngồi mòn ghế luôn mà, từ nó chuyện trên trời tới chuyện dưới đất, rồi chuyện ngang hông, chuyện đủ nói thứ, tôi thầm vui bởi vậy. Nó thỏ thỏ rõ ràng là như vậy. Ok thì anh nói ok anh ráng, bây giờ tháng này tháng một rồi, đến rồi tháng một tháng hai rồi, rồi qua qua cái Tết là ông sửa soạn Trung Quốc à. mở ra, tôi thấy anh về là tôi chịu đâu có nổi, đồ anh dứt Ok khoát anh, à. anh cứ về đi, 30 tháng 4 là ông về tới đây đó phải không? Rõ Tôi có chừng rồi, là tôi đúng về rồi, tôi nói hôm qua hôm ông kia là ở đó 30 tháng 4, 30 tháng 5 là tôi tới lại lần nữa tôi đó. Tôi ở Việt Nam chứ đâu, bây giờ chắc tôi chắn về là lần đó vậy. là tôi cũng vậy vậy thôi, tôi đi ra đây Đúng rồi chứ rồi, đâu có làm gì nữa đâu. tôi nói cho anh nghe là tôi mà anh mà không qua là tôi về Việt Nam, ở đây ở Mỹ thì không có làm được, nhưng mà ở Việt Nam tôi làm được, lý do tối ngày tôi cúng rúng cái tiền bạc tôi trù ông lòng quá. Ok anh.
Không có cái gì, hai đứa mình về Việt Nam mà vui uống cà phê cà pháo đeo nhau đi, là thấy thấy đó, cuộc đời nó là nở hoa rồi, không cần gì phải Ok. yêu. Đó là một cái minh chứng hùng hồn để mình nói là ở đất nước mình nghèo chút, ăn ít chút, nói chung là không, không có tiền chút, không sao. Con người ta mà bán về, thế bước chân về Việt Nam rồi con người mà nó sảng khoái rồi, đầu Đúng óc thảnh thơi rồi, nó lạ lời chỗ rồi. đó. Còn thành Đúng tất cả mọi chuyện khác đều bỏ ngoài tai hết, rõ rồi. ràng là như vậy. Chú rõ ràng đi đâu cũng cười, bởi vì là mình làm sao mà khóc được. Bạn anh, trời anh mới về hả, trời ơi mừng quá, bắt tay rồi xong lôi vô mà nó nổi, phải đi trốn luôn, bây giờ phải trốn luôn, sao mà chịu nổi rồi, có từ đó vậy là vui rồi. Đồ, vậy là vui. Ok rồi, dự định anh hiện giờ anh còn đi đâu nữa, có ra ngoài Thì đó là anh mình Bắc ở thành phố hay 10 ngày. không? Đến đến mùng 10 mình đi, mình ở chỗ này đến mùng 10. Thì còn ở đây bữa nữa rồi thì đâu qua bây giờ không không có ông đất mà. Chỉ có anh già già thôi thì Rồi đi rồi, đi đi bắt Sài đó mới là vui, Gòn, cái đi đó xe là lửa, đi mình đâu tự ông có tung nơi tự ở túc. chút. Mình phóng khoáng là mình muốn đi đâu mình đi, Ừ, nhưng không mà có lịch. không có lịch đâu. Đồng ý, nhưng mà anh ơi, anh chưa đi xe đò hả? Đi xe, nhưng mà cái ông ấy, cái này mình đi không đi xe đò giường nằm, nó đi xe đò giường ngồi, hấp đi đoạn đoạn ngắn ngắn á, đi ban ngày đi Anh đi xe đánh. đò anh mới cảm giác hai bên đường giữa Đúng cảnh rồi, của Việt Nam mình đi quá trời đi xe đẹp, đò mình mới đã. đi xe đò, đi xe Đi đò, đi đi xe xe đò ôm, mới đi sướng, xe mặc lửa dù đi nó nó cực nhưng mà nó sướng. đã. Đúng rồi, đi xe Trời đò ơi, đã tôi đâu có ngủ được đâu, tôi đi rồi. xe đò tôi giặt giặt Đi xe tôi giặt đò cái đã mà. màn, tôi giặt cái màn ra, tôi ngồi tôi Đúng coi rồi, chưa cơm coi nhìn coi, trời nó đã nhìn gì này đâu. nhìn kia, chứ Trời ơi, ngồi máy bay đổ nước cái gì trời ơi, rồi thì xong không biết công nghệ gì hết, rõ về ràng đây con kia đi biểu xong đi máy bay, nó xếp lại đổ đi máy bay ớn quá rồi, giờ không muốn đi, nó muốn kỳ đi rồi kỳ bộ. rồi tôi đi kỳ rồi tôi đi thành phố Hồ Chí Minh ra Quảng Trị. Ừ Anh nhớ tôi đi chụp hình trong đó. ok Trời ơi tôi đã lắm mà, tôi ngồi xe đò tôi cứ giặt cái màn ra, tôi ngồi tôi coi vậy, đúng xong rồi rồi. dòm qua dòm lại mấy bà mấy ông ngủ hết có mình tôi giờ còn coi, trời ơi đã Đúng gì rồi, đâu luôn, đi chỗ đó đã đã gì đâu luôn. đó. Bởi vì tôi nói Mà nhìn nên đấy. đi sướng sướng lắm, mà xe đò bây giờ máy lạnh rồi rộng rãi lắm, trời đất giường nằm nữa ra giường nằm, nhưng mà tôi đâu có nằm, tôi Tiện nghi. ngồi được Mình ở Việt Nam bây giờ tiện nghi gì nó cũng sướng sẵn. sướng Gì bởi cũng là nhiều. sướng Gì cũng bộ sẵn. à, Dành dự, dự, anh ở đây 10 ngày rồi xong rồi anh đi ra Hà Nội hả? không đi chơi, đi đi Bông Thuột một chút, đi ghé À như này chỗ kia ok một chút, đâu có ai đâu, rồi hai vợ chồng rồi mà thì ghé như nào, chắc ghé Phú Yên Khánh Hòa ở mỗi nơi này 2 ngày, rồi có nơi có chỗ đi ra ngoài hướng đó rồi nói ra chung á kỳ, nói chung là kỳ rồi tôi về Việt Nam tôi rất ở lâu, tôi ở tới 9 tháng rồi, nhưng mà nó khổ nổi vì vì tôi lo làm cái vấn đề thủ tục giấy thế tờ đó, cho nên ra không có đi đâu xa được, bởi vì mình sợ mình đi á rồi nhiều khi ở đây người nó ta cần gọi, giấy nó tờ rất gọi kỳ, bổ người túc ta ta gọi gọi bổ túc á, mình không biết làm sao mà mình trở về chắc cũng không đáng đâu, nhưng mà tôi hứa với anh là nếu mà tôi về kỳ này tôi sẽ đi đi Ba Mê Thuột mà đi Pleiku rồi đi tất cả những cái nơi mình chưa đi, nói chung là đi những nơi mình chưa đi đã, rồi có thể đi mỗi miền Tây nơi nhưng ở nơi cái du miền Tây miền lịch ngày miền 2 ngày Tây cho nó anh ơi, cái miền ăn Tây nó uống bao la mà đúng mình đi con mẹ được đâu, tôi có đi xuống nhà Hiếu tôi chạy về tôi không biết đi đâu rồi. đã, rồi còn Sóc Trăng Bạc Liêu rồi Kiên Giang rồi An Giang rồi Úc Trình nhiều lắm, nói chung là miền Tây nhiều lắm chưa đi được cái gì cả, rồi thậm chí kỳ này tôi phải đi Tây Ninh à, rồi xong rồi đi Tây Ninh là đi theo kiểu là đi vài bữa hoặc đi năm tuần lễ lên trên Đúng để mình khám phá, rồi, để chứ còn cái kiểu mà đi sáng đi đi chiều về có biết cái gì sáng đi đâu, về đâu có biết gì không có đâu, biết anh cái gì mình trơn ở một cả, nơi nơi chút không đúng có biết, không có biết một cái gì cả, cho nên vì đó phải rồi đi lâu dài. Kỳ này tôi đúng rồi ê, kỳ này gì là tôi về tôi đi mua giấy cái một kèo à. tôi đã là hỏi là chưa tôi từ đi từ nào giờ nói chuyện người Việt Nam đi về Việt Nam mà thấy ít có người nào mua món quan quê ticket đi, à, nhờ quên có tôi à, ngày này tôi là quanh quan quay tí đi cho nào đá thôi ticket đã không không có đó cứ hỏi nhau, đi một một chiều à, một đi cho nó tôi sướng đi dọc hết đi bài đi rồi còn là Hà Giang nè, đấy. Cao Bằng rồi Tuyên Quang nè, rồi nói chung là mà, anh ơi có thể là mình nằm xuống mình chưa đi hết chỗ Dĩ nhiên là quá anh trời luôn, nhưng mà anh phải hiểu cái điều này nè, ở ở cái đất nước Mỹ này đó, mình sống lâu quá mình không thấy cái gì đẹp hết, mình phải công nhận mình nó có sạch thì thôi nhưng mà nó không có đẹp, không, bởi vì sao tại vì cái đẹp của nó chỉ là con nó máy móc quá, có nghĩa là cái gì là ở đây thì
Mỹ ông đi thì ông nhìn thấy nó đẹp như vậy, nhưng mà ông chỉ biết nó như vậy thôi, chứ còn nó không có dính líu gì đến ông, nó không dính líu gì đến mình cả, nó khóa rồi đó. Ai khóa ông mà không không cho nghe đó, hết nghe rồi, không đụng cái gì thì nó anh đụng cái microphone á thì... Đúng rồi, không nghe Rồi thì rồi rồi, nghe chưa? Nghe chưa, nghe nghe chưa? rồi Nghe chưa? Không, tôi mới bị cái phone anh, tôi mới vậy bị cái hả? phone. Mới bị cái phone gọi vô, bởi tôi nói rồi, cái mình mà có cái phone á, mình livestream hay cái gì làm mà ví dụ như có ai gọi vô là cắt ngang, nhưng mà không biết có Đúng đứt rồi, đoạn chưa, mà không biết mọi người dưới còn nghe không biết được hay là tự nhiên rớt rồi. Không, anh mình thì nghe là nghe, tốt nhưng mà mọi người dưới có thấy rớt chưa? Nhiều vậy khi hả? rớt, nó rớt, mình không biết. Thôi kệ bà đi, mình nói chuyện luôn, Ok. mình nói chuyện tiếp tục. Có nghĩa như vậy là anh ơi, cái đất nước Mỹ á, nó có đẹp nhưng mà do bàn tay con người tạo ra, nó có vẻ vuông vức ghê đi, có nghĩa là nó anh dòm vô anh biết người ta làm được, nhưng cái đó cái cảnh đẹp của Việt Nam mình nó do thiên nhiên, nó hai cái nó khác nhau. Thí dụ bây giờ tôi nói cho anh nghe, anh ở Sài Gòn cái gì, anh ở thành phố Hồ Chí Minh kia, anh ra Phan Thiết là anh thấy cái cảnh quan nó khác liền, cái cảnh quan của cái thổ thổ cư đó, ý tôi muốn là cái thổ từ giọng nói nè, từ vấn đề thực phẩm nè, rồi bắt đầu anh đi ra Phan Rang thì lại khác nữa chút xíu nữa, rồi cứ ra Nha Trang đó lại khác chút nữa, bởi cái còn ở ở Mỹ được thấy ở chỗ nào cũng có McDonald's và xây theo cũ một khuôn mẫu một cái y chang một cái đó, chỗ nào cũng có food cũng y Hay chang vậy, nó ngăn nắp thì đó thứ tự mà nó không có, mình không phải là mình chê nó xấu mà nhưng mà nó cổ nó có vẻ gu vuông góc quá, nó có vẻ giống như đúng là lập khuôn quá, rồi, cho nên vì đó mình cảm thấy là mình thấy nhàm chán, là bởi vì đi nước Mỹ chỗ nào cũng giống như chỗ nào, thế mình nhìn nó mình không có thấy, không mình có không có gì thấy gọi là là cái gì lạ lẫm, có không có mình ở gì trong lạ. đó, mình thấy là mình nó có của mấy người kia chứ không phải tôi không có dính Mình túi gì ông nói ở đây mình là không chê nước Mỹ, nước Mỹ không đẹp không có gì, nhưng mà nó có tính phải cách là máy móc quá, nó không tôi. có cái cấu tạo. Bởi Thì vậy anh mình thấy tại sao, tôi nói cho anh nghe, bởi vậy tại sao mà anh thấy mấy thằng Tây nó qua Việt Nam mà nó chuyên môn đi vô những cái hang động không, đi kiếm những cái chỗ mà con người ta chưa nhúng tay vào, nghe nói là ở đâu á, nghe nói tụi nó rủ đi mà đảo gì đảo Phú Quý rồi, tôi không biết cái nằm đâu, nghe đảo Phú Quý rồi, nghe nói chỗ đó nó còn hoang sơ lắm, nhưng mà thực tế là Tây nó vô nhiều lắm anh, trong đó nó có là Liên Phú Quý Xô ở ngoài nè Trung, Pháp ở đâu không biết, tôi Phú không biết ở Quý chắc đâu ở ngoài Trung, không Trung Hòa, hiểu, Bình Định vậy đấy. nghe nghe nói Phú Quý mà tôi không biết Phú Quý, nghe chỗ đó là hoặc còn hoang sơ lắm, nó chưa Đúng khai rồi. thác du lịch, mà chỗ đó lại ngược lại là người ta đi đông, bởi vì Đúng nó rồi. còn nó không có bàn tay con người nhúng vào đó, nó Nhưng khổ vậy đó. mà Và cái lượng nghe nói cái lượng khách mà du lịch của nước Việt mình hiện giờ đang tăng lên, đa số là người Hàn Quốc nè, đa số là người Trung Quốc nè, cái đó cũng hay là cái chỗ là vực kinh đỡ đỡ cái nền kinh tế của mình lên, cho Đúng nên là cũng rồi. năm ngoái tôi về thì tôi đi Huế thì tôi thấy khách du lịch Trung Quốc quá trời luôn, quá trời luôn, kéo từ cả đoàn về, bảo anh dễ biết lắm, anh dòm có cái thằng trưởng đoàn á, nó Nó cầm cái cờ có nó đỏ 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 nó quèo lên, là ơi sao người ta đi theo lũ cờ. lượt á, đó là biết liền Trung Quốc chơi. Đúng Ok không? rồi. Khi mình anh biết không, cái khách du lịch á, thứ nhất là khi họ nó hỏi đến là họ không có ngại, mình nghĩ là họ không có sợ đánh lộn, không sợ Đúng súng rồi, đạn, không có bom, không rõ có đánh ràng lộn, không tôi nói là cái đất làm nước thì Việt Nam mà đâu có cái chuyện đúng bắn nhau rồi, rồi thế, tại vì đó người ta không an tâm. có. Đúng rồi, họ thấy là bây giờ mấy người như Á Châu đấy, mấy cha Hàn, mấy ông người Hàn Quốc, mấy ông Trung Quốc vào Việt Nam rất là nhiều, họ đến đó mình có bãi biển mình tốt, nước biển mình tốt, ta tắm rửa, ta đi chơi cái này cái kia, Nói chung ba thì theo uống mình nhận xét thì du lịch từ đấy. cái từ Hà mũi Nội Nam này Quan tới ải Cà Mau, cái đường đường biên giới và đường biển của mình thì tới mấy ngàn cây số lận, cái điều đó mình không bàn tới, nhưng mà mình có nói về là tất cả những cái vùng Mỹ Việt Nam tất cả chỗ nào chỗ cũng đều tắm được hết trơn, nào cũng tắm được, chỗ nào cũng khỏe, nhưng chỗ nào cũng ngược đẹp. lại ở Mỹ này nhúng chân vô lạnh thấy mẹ sao tắm, có nhiều bờ tắm ra không tắm được. Tôi chỗ tôi ở đó là nước biển nó coi như ấm nhất nước Mỹ, mà một năm tôi tắm được dùng lần hai lần rồi, nó không tắm được tại không biết tại sao mà nước có Lạnh nước quá. nó miền Bắc nó chảy xuống này, nước từ bên Seattle trên Bắc Cực nó đẩy nước sẽ chảy xuống tôi ngang đó, nó chưa có nóng kịp tắm nước, nước thì Lạnh bãi rất là đẹp, lạnh nó bãi luôn. quýu giò Đúng rồi, rất là lạnh. Bên chỗ anh á, bên 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 vùng East Coast vậy, như nước biển nó còn tốt, nó còn nóng được tại nó từ đường xích đạo nó đi lên,
rồi nó từ dưới miền Nam đi lên tôi bên, bên California, bên vùng miền đông của tôi đó, bên vùng miền tây của tôi đó, là nó từ Bắc Cực nó đi xuống anh. Ồ, nó xuống đó, nó vẫn còn lạnh, lạnh nước đá đó. Thì Cũng biết bởi là cảm giác vậy, cho mình ở đó bởi nó vậy lạnh. thì ra tôi nói rồi, tôi nói là cái biển Việt Nam mà nhất là cái bản cái biển hôm rì Chỗ rồi mẹ tôi nào đi tắm được, là cái chỗ chỗ nào nào tắm cũng được, lắm mà chỗ đẹp nào lắm. tắm được. Ngoài trường ngoài Bắc đâu, nhưng một hai mùa, cái mùa đông thì một vài nơi nó lạnh mình không tắm được, chứ còn nước biển, biển Việt Nam mà là biển nhiệt đới mà anh. mà Việt Nam nó buồn cười lắm anh, nó sướng mà nó không biết nó sướng. Bây giờ nó không thèm tắm biển nữa, bây giờ nó chơi tắm suối. Bây giờ tôi thấy nó có, tôi thấy nó có cái video clip lên, trời ơi có một cái suối ở đâu trên Hà Giang á, Hà Giang cái suối gì biết được. À, cũng tay nữa, cũng chung vô đó nữa, cũng tắm, cũng tắm nữa, nó đẹp cực kỳ luôn anh, buồn khổ ghê thiệt Ok tình. Ok thì rồi, ok ok thôi, ok like chút xíu, hỏi thăm anh chút xíu, rồi ráng giữ gìn sức cảm ơn khỏe anh. để đi mọi miền đất nước. Ok, Ok cho tôi anh. gửi lời thăm chị. Ok rồi, Dạ. hay rồi, Cảm ơn anh. chúc vợ chồng anh là đi khắp mọi miền đất nước nha. Mai mốt về Ok, đi cảm nữa, ơn về anh gặp rất tôi đi nhiều. nữa. Rồi Dạ, ok, ok. chào anh, tao khuya Ok, rồi, chào quý vị. anh nghỉ ngơi nha. Dạ, Rồi cảm ơn ok anh. rồi.